Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Phía trước chính là khu vực trung tâm của Cổ Nguyên Thiên. Đây nè, bên đó xuất hiện một quang trận khổng lồ. Đại trận này hình như có thể để cho không gian bị bóp méo. Trong đại trận có rất nhiều huyền tích. Kết giới khổng lồ này có thể ngăn cách được liên kết khu vực trung tâm và phần bên ngoài. Ta biết bọn họ muốn làm cái gì. Bọn họ đây là muốn độc chiếm 9 đạo tổ khí chủ mạch. Cái gì độc chiếm 9 đạo tổ khí chủ mạch? Bọn họ có lút lỗi hay không? Chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Càn Khôn Thiên của chúng ta đã từng nghe ngóng qua một vài tình báo. Tòa kết giới đó nghe rằng là thánh diễn hóa giới đại trận, do các thánh giả của thánh tông liên hợp thôi diễn mà ra. Bọn họ mượn tòa kết giới này có thể đồng thời chấn áp và bắt được 9 đạo tổ khí chủ mạch. Chả trách thánh tổ thiên đi khắp nơi tìm kiếm, chuyển huyền tích đi. Bọn họ dùng những huyền tích này làm đại trận bố trí. Chúng ta đến muộn rồi. Bây giờ tòa kết giới này đã thành hình. Bên kia có động tĩnh. Bằng hữu của Ngũ Đại Thiên Vực, ta chuẩn bị cho các người một món quà, có thích hay không? Thánh Thiên Kiều, ra đồ. Hắn chính là gia đồ, thánh thiên kiêu mạnh nhất của thánh tổ thiên. Xem ra các người vẫn chưa triệt để bị sụp đổ. Nếu đã như vậy,